Rồi, xin chào tất cả em học sinh lớp 9 và với phụ huynh. Như vậy thì trong clip trước ở cái bài 18 thì thầy đã quay xong cho các em ở phần lý thuyết và chúng ta đã nắm được thế nào là cái hàm số y bằng ax mũ 2 và cái cách vẽ đồ thị của cái hàm số y bằng ax mũ 2 với điều kiện chúng ta là a khác 0. Thì các bước mà để vẽ thì bước đầu tiên chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ lập cái bảng giá trị. Cái bảng giá trị thì thường nó sẽ thay đổi. Tại vì người ta nói để vẽ được thì ít nhất phải có là tối thiểu là 5 điểm. Thì chúng ta nên cho là từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Sau đó chúng ta thế vô y rồi chúng ta tính ra chúng ta vẽ được thôi. Và tùy theo đề bài người ta cho ít. Nếu mà người ta cho ít cho hoành độ thì người ta yêu cầu các em tính tung độ. Còn nếu người ta cho tung độ thì chúng ta cần phải tính hoành độ. Và nhớ là công thức là x bình phương mà bằng a, thì theo phần căn bậc 2 chúng ta có là x sẽ bằng là cộng trừ căn 2 của a. Nhớ thầy như vậy nha. Đây thầy nhắc lại sơ qua để chúng ta nắm lại cái phần lý thuyết. Bây giờ chúng ta sẽ đi sang phần bài tập. Ở trong đây nó gồm có 7 bài. Có thể là thầy sẽ làm cho em 2 clip. Clip đầu tiên sẽ 4 bài và clip thứ 2 sẽ là 3 bài. Được không nào? Tùy theo cái thời gian của cái phần quay nó dài hay ngắn em nha. Và nó khó hay dễ nữa. Cho hàm số y bằng 0,25 x bình phương, hoàn thành bảng giá trị xong vào vỡ. Nhưng mà ở đây nghĩa là ở đây chúng ta người ta cho em là x bằng âm 3. Thì ở đây chúng ta còn phải tính, chúng ta thế vào chỗ đây. Thế vào chỗ đây nè. Như vậy ở đây là 0,25 nhân ở đây nhớ này, nó là số âm mà các em ghi như này là sai này. Các em ghi như này là sai. Sai ngay lập tức nha. Gặp thầy mà dạy trên trường các em mà các em ghi như này là thầy sẽ đánh sai ngay. Tại vì sao? Tại vì khi chúng ta ghi bình phương như này thì chỉ có số 3 là bình phương, nên cái giá trị khi chúng ta tính chỗ này nó phải là âm 9 chứ không phải là 9. Nhưng khi chúng ta đóng mở ngoặc lại thì cái dấu âm này sẽ được bình phương và số 3 này sẽ được bình phương. Như vậy số bản trong cái âm này mà bình phương thì thành dương, 3 bình phương là bằng 9. Nhưng mà kết quả ở đây sẽ bằng 0,25 nhân cho 9. Các em hiểu không? Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng là 2,25. Bạn nào mà không tính nhẩm được thì thầy đề nghị chúng ta cần phải dùng máy tính để các em bấm. Cái đường nè. Rồi, dùng máy tính bấm. Đây. Thầy sẽ bấm để các em thấy là kết quả của thầy tính đúng hay sai. Để mà các em khỏi ý kiến nha. Chứ thấy vậy chứ mà dạy online trên mạng cũng ý kiến cũng nhiều lắm nha. Nhân này khi chúng ta bấm ở trong máy tính thì chúng ta nhớ mở ngoặc ra này. Trừ này, 3 này. Đó. Ok nha, mũ 2 này. Bằng. Thấy chưa? Còn cái việc mà bạn là chưa biết cách bấm máy tính này á, thì vào trong kênh thầy nó có 49 clip hướng dẫn cách bấm máy tính bỏ túi rồi nha. Thầy nói để chúng ta vào để chúng ta xem. Ok chưa? Như vậy kết quả ở đây sẽ bằng là 2,25. Thì chắc chắn cái số 3 chỗ đây nó không sẽ là 2,25 này. Tương tự như vậy x bằng âm 2. Thầy tính một bên thì thầy điền bên đây, tại vì hai này là đối xứng. Anh đối xứng qua trục tung. Thì y bằng 0,25 nhân đây cho âm 2 bình phương. Âm 2 bình phương ở đây sẽ là bằng mấy? Bằng 4. 4 nhân này là bằng 1. Chứng tỏ thằng này bằng 1 nè. Thì thằng này cũng sẽ bằng 1. Thằng này x bằng âm 1. Thì chúng ta thế vô thì nó sẽ bằng 0,25. Thằng này 0,25 và thằng này chính là bằng 0. X bằng 0, 0 bình phương bằng 0. Giá trị bao nhiêu nhân 0 thì nó bằng 0 ha. Ta tính xong ở cái bảng này rồi đó. Quá dễ luôn. Đây nha. Thầy đã giải cho em rồi. Nhưng mà để chi tiết hơn thì phải đưa ra đáp án để em thấy cho nó rõ nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 6.2. Cái quyển sách nó cứ nó gập khó chịu ghê nha. Đây. Ta sang 6.2 này. Cho hình lăng trụ đứng có đáy là hình vuông. Nhớ đáy chúng ta là hình vuông cạnh A. Khi mà người ta cho đáy hình vuông ấy, thì trong đầu chúng ta phải nhớ tới diện tích hoặc là thể tích. Diện tích hình vuông thì bằng là cạnh nhân cạnh là bằng A bình phương. Còn diện tích thể tích của hình vuông là bằng gì? Bằng A mũ 3 đó. Và chiều cao là 10. Câu A này. Viết công thức tính thể tích V của lăng trụ theo A
và tính giá trị của V khi A bằng 2. À, như vậy V của chúng ta là có phải là bằng diện tích đáy nhân với chiều cao. Tại vì nó là hình lăng trụ mà, lăng trụ đứng. Như vậy diện tích đáy chúng ta đó chính là gì? Ờ, cạnh ở đây là A mà đáy chúng ta là hình vuông. Như vậy diện tích hình vuông thì sẽ bằng là A bình phương. Chiều cao chúng ta là 10. Như vậy chúng ta viết là trở thành là 10A bình phương. Nha. Ừ. Nhưng mà khi mà A bằng 2 thì chúng ta thế vô. Ta thế ở chỗ đây. Như vậy ra được là 10 nhân 2 bình phương. Đây là bằng 10 nhân 4 thì bằng là 40cm khối. Có được chưa? Vậy thôi. Câu B rất là dễ nghe. Nếu độ dài cạnh đáy, cạnh đáy là cạnh ban đầu chúng ta là 2A này, tăng lên 2 lần thì thể tích hình lăng trụ thay đổi thế nào? Nghĩa là lúc này á, bây giờ độ dài của nó tăng lên 2 lần, nghĩa là độ dài cạnh bây giờ nó không phải là A nữa, là bằng 2A. Có đúng không? 2A thì bây giờ chúng ta thể tích cũng bằng diện tích đáy nhân đường cao. Có đúng không? Thể tích thì bằng diện tích đáy nhân đường cao. Như vậy thì diện tích đáy bây giờ nó không phải là A nữa. Nếu như là A thì nó sẽ là A bình phương. Còn bây giờ nó là 2A thì nó sẽ là 2A bình phương nhân ở đây cho đường cao ta là 10. Như vậy nó sẽ ra được là 4A bình phương nhân cho 10. Chúng ta tách ra trở thành là 10A bình phương nhân cho 4. Thì chứng tỏ thằng này là ban đầu này. Các em thấy đây là giá trị ban đầu này. Đây là V, thằng đây chính là V phẩy đi. Như vậy V phẩy nó sẽ bằng là 4V. Đó. Như vậy nó sẽ gấp 4 lần. Nó sẽ tăng lên 4 lần này. Thằng này đây chính là gì? Đây chính là V hả? Thằng này chính là V ban đầu này. Còn ở thằng này đây chính là cái giá trị sau, sau khi chúng ta tăng cái cạnh nó lên 2A. Như vậy cái V phẩy này sẽ bằng là 4V. Như vậy khi mà cái độ dài cạnh nó tăng lên 2 lần thì thể tích của nó sẽ tăng lên 4 lần. Hiểu chưa? Vậy thôi, rất là đơn giản. Rồi. Xong. Chúng ta sẽ trình bày vô. Đây. B ở đây là chính là diện tích đáy nè. Đây nghe. Ngay chỗ đây chúng ta có thể tách ra. Ngay chỗ đây chúng ta có thể tách ra trở thành là 10A bình phương nhân 4 nè. Rồi trở thành là 4V nha. Cho nó rõ. Cái quyển sách này em nó khó chịu ghê luôn á. Để thầy bỏ quyển sách ra. Do nó cứ nó cơi phải một tay phải dìm quyển sách em, chứ không là nó cơi lên. Nó cơi lên thì chúng ta sẽ không ấy được. Được chưa? Ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ok. Rồi. Chứng tỏ toán học thì nó liên quan với nhau hết. Rồi cả toán hình hoặc là toán đại gì đó liên quan với nhau hết ha. Rồi tiếp tục nha. Ta sẽ đi sang phần tiếp theo này. Ở cái bài 6.3. Rồi. Diện tích toàn phần. Diện tích toàn phần thì thực chất chúng ta được học rồi. Diện tích toàn phần hình lập phương, tức là tổng diện tích xung quanh và diện tích của hai mặt đáy, là một hàm số của độ dài cạnh cạnh A. Viết công thức của hàm số này. Như vậy diện tích toàn phần á, diện tích toàn phần. Như vậy diện tích toàn phần thì ở đây nè, hình lập phương thì nó gồm cả mấy đáy? Hai đáy. Nghĩa là 2 nhân diện tích đáy là hai đáy nè. Cộng với bốn mặt của nó. Bốn mặt của nó cũng đều là gì? Gọi là diện tích xung quanh á. Thì nó gồm có bốn mặt, mà bốn mặt của nó cũng là hình vuông. Các em hiểu nào? Như vậy thì ở đây chúng ta ghi cho nhanh luôn này. Như vậy diện tích toàn phần sẽ bằng 2 nhân diện tích đáy hình vuông là A bình phương. Cộng 4 ở đây cho A bình phương. Tại vì tất cả các mặt của nó đều là hình vuông mà. Các em hiểu không? Tại vì nó là hình lập phương. Hình lập phương của chúng ta là gồm có 6 mặt. Thì các mặt của nó đều là hình vuông. Như vậy chứng tỏ nó sẽ bằng là 6A bình phương. 6A bình phương. Câu B. Đây là câu A nha. Sử dụng công thức nhận được câu A để tính độ dài cạnh của một hình lập phương, biết diện tích toàn phần là 54.
Nghĩa là bây giờ S của chúng ta người ta cho 54 này. Em hiểu không? Như vậy bây giờ chúng ta có 54 sẽ bằng 6A bình phương. Như vậy chúng ta suy ra A bình phương này sẽ bằng 54 chia cho 6 đúng không? Nghĩa là bằng 9. Ok. Vì A của chúng ta độ dài cạnh thì nó phải lớn hơn không? Nên từ đây chúng ta suy ra A chúng ta bằng mấy? Bằng 3. Nó sẽ bằng là cộng trừ căn 2 của 9 thì bằng là âm 3 với lại 3. Nhưng mà âm 3 đó chúng ta loại, tại vì độ dài cạnh thì không thể nào nhỏ hơn không được. Bằng 3. Rất là dễ luôn. Rồi ok. Đây nghe. Ok chưa? Rồi, ta sẽ đi sang phần tiếp theo. Ta sẽ đi sang ở câu 604. Ở đây người ta yêu cầu các em vẽ đồ thị của các hàm số sau. Các em thấy ở đây hệ số A chúng ta là bao nhiêu? Là 3. Nghĩa là A của chúng ta ở đây á là bằng 3. Nghĩa là lớn hơn 0. Thì cái hình ảnh của đồ thị của chúng ta chắc chắn là nằm phía trên hay phía dưới trục hoành? Chắc chắn sẽ đi qua góc tọa độ và nằm phía trên trục hoành. Còn ví dụ ở câu B. Câu B ở đây A chúng ta là hệ số A chúng ta bằng âm 1/3, cái này nhỏ hơn 0. Thì chắc chắn khi chúng ta vẽ cái hình ảnh của chúng ta là nó phải nằm dưới trục hoành, nghĩa là nó phải đi qua góc tọa độ và nằm dưới trục hoành như thế này. Nghĩa trong đầu của mình phải hình dung ra được như vậy. Bây giờ thầy sẽ làm cho em câu A. Y bằng 3x bình phương. Bước đầu tiên chúng ta sẽ lập bảng giá trị. Em hiểu không? Thì ở đây chúng ta lập bảng giá trị thì chúng ta cứ cho dùm thầy cái giá trị tương ứng từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Nếu như mà âm 2 thì bằng 4, 3 nhân 4 bằng 12 thì nó hơi lớn đúng không? Thì chúng ta sẽ cho ngược trở lại. Bây giờ chúng ta sẽ cho nó là âm 1. Các em tùy nha, các em có thể là cho từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Chúng ta có thể cho như này cũng được. Hoặc em có thể thuộc đổi lại là giảm lại âm 1, âm 0,5, 0, rồi 0,5, rồi 1. Miễn sao đảm bảo có 5 giá trị là được. 1 là chúng ta cho giá trị như này, chúng ta thế ở đây. Nếu chúng ta cho âm 2 thì thằng này sẽ bằng 12. Nếu bạn nào cho này thì bằng 12 này, rồi 3 này, 0 này, 3 này, 12. Nếu bạn nào có thể lập bảng giá trị này cũng được, hoặc là bảng giá trị như thầy cũng được nha. Nếu âm 1 thì thằng này sẽ bằng 3, thì thằng này cũng sẽ bằng 3. Ở đây 0 đúng không? Âm 0,5. Âm 0,5 ở đây thì nó ra được là 0,25. 3 nhân 0,25. Như vậy 3 nhân 0,25 sẽ bằng là 0,75. 0,75. Thì thằng bên đây sẽ là 0,75. Rồi khi đó chúng ta sẽ tiến hành dùng thước để chúng ta kể em thao vẽ thôi. Rất là dễ. Nói chung đồ thị này mà không biết thao vẽ nữa thì bó tay á. Rất là dễ nghe. Nó chỉ khó hơn cái thằng đồ thị y bằng x xíu thôi. Y 0. Ở đây là x. Như vậy ở đây x ta là bằng là chạy từ âm 1 cho tới... Như vậy ở đây chúng ta lấy ở ngay chỗ đây là 1 đi. Ở đây là âm 1. Chỗ này sẽ là 0,5. 1/2 đấy. Ở đây âm 0,5. Ở đây là 0 đúng không? Như vậy âm 1 là 3. Ở đây chúng ta có là 1, 2, 3, 4. Như vậy đây là 3. Ta nói âm 1 3 ở đây thì chúng ta cũng sẽ vẽ đối xuống ở đây luôn. Ta lấy đối xuống bên phía bên 1 này luôn nha. Như vậy đây là hai cái điểm. Điểm O thầy là từ từ vẽ cái này đi. Âm 0,5, 0,75, đây là 1 đúng không? 0,75 nằm ở đây.
3/4 đấy. Đây. Không không là ở đây. Và khi đó chúng ta sẽ tiến hành vỉa. Ta tiến hành vỉa thôi. Như vậy thì ở đây khi chúng ta vỉa, chúng ta kéo, chúng ta đồ xuống, tạo thành đường cong để ra hình ảnh parabol nha. Đó. Cái tay của các bạn phải hơi khéo một chút. Thầy thì cũng không được khéo lắm. Đây. Vỉa làm sao ngay chỗ đây nó phải cong tại ô đây nha. Nó phải uống ở chỗ đó. Thế đừng có vỉa mà đi luôn là không được. Thằng đét là không được nha. Đó, nó phải uống tại ô đó. Vậy thôi, cái hình ảnh chúng ta là như vậy. Được chưa nào? Quan trọng có hình ảnh chúng ta để chúng ta thấy. Rồi, tiếp tục. Ta sẽ đi sang ở câu tiếp theo. Ở cái câu câu B là y bằng là (√1/3) x bình phương đúng không? Y bằng (√1/3) x bình phương. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ cho điểm. Thì bạn nào không biết thì cứ chạy từ (-2) cho tới 2 thôi. Cứ thế vô bài tính thôi. Được chưa? Nhưng mà ở đây là (1/3) nè. Nhưng mà khi đó chúng ta nên chọn giá trị cho nó hơi chẳng chẳng một chút. Thì ở đây chúng ta sẽ thế chạy từ (-3) này. (-1, 0, 1). Đặc biệt là những cái anh mà giá trị phân số á, thì chúng ta phải chọn giá trị sao cho nó phù hợp để ra giá trị nguyên ở đây để chúng ta vẽ cho nó chuẩn. Hiểu nào? Đó, ví dụ ở đây (-3) chúng ta thế vô thì nó sẽ bằng là bao nhiêu? Nó cũng là (-3). Thì thằng này cũng sẽ là (-3). 0 thì 0 đúng không? (-1) thì thằng này cũng sẽ ra (√1/3). Thằng này sẽ ra là (√1/3). Đó. Rồi, cái hình ảnh của nó chắc chắn là nó sẽ quay xuống, đúng chưa nào? Rồi thì bỏ quyển sách ra. Cho nên dễ cứ nó cơ khó chịu ghê. Thấy không? Khi mà người ta biết quay xuống ấy, thì ở phía dưới này nó phải chúng ta chưa một đoạn cho nó dài, còn ở trên này ngắn thôi, nên là chúng ta sẽ vỉa cái trục hoành là nằm ngược ở trên này. Các em hiểu ý thầy nói nè. Còn khi mà chúng ta biết nó quay trở lên á thì ngược lại, chúng ta đưa trục hoành này chúng ta đưa xuống đây. Còn khi mà cái đồ thị nó quay ngược xuống đây thì chúng ta đưa trục hoành nằm ở trên đây. Đó là kinh nghiệm thôi các em. Ở đây là y không, ở đây là x, thì thế nào? Ở đây nó chạy từ từ 1 tới 3 rồi (√1) tới (√3), như vậy đây là 1, ở đây 2. Chúng ta ở trong vở chúng ta đã có ô á, ô ly, nên chúng ta chia rất là dễ. Do thầy đây là giấy A4 nên mỗi lần chia là cũng phải căn, và cái độ chính xác của nó là sợ nó cũng chưa được chính xác lắm. Đó, bây giờ chúng ta chia này. Ở đây (√3) với (√3), (√1), (√2) và (√3) ở đây. Đây (√4) ở đây đúng không? Như vậy chúng ta nói đây em, nó cắt ở đây, nhớ là song song với trục hoành. Tới 3 đây người ta dừng lại. Thầy nói em mấy cái này mà chúng ta vỉ không được nữa, bó tay em. (√1, √1/3), (√1) đây, ở đây là (√1). (√1/3) nghĩa là từ 0 tới (√1) này người ta chia là 3 phần, và chúng ta sẽ lấy (√1, √1/3) nằm chỗ đây này. Như vậy thì nó sẽ như thế này. Chúng ta nối lại qua bên đây, tạo thành điểm 2, điểm đối xứng qua trục OI. Đó, đây một điểm. Điểm thì chúng ta nhớ chấm đậm lên. Và đây một điểm tại O. Nhớ là cái hàm số này lúc nào nó không phải đi qua góc tọa độ O cả. Như vậy thì phần này thì chúng ta sẽ, nếu mà ở dưới này thì chúng ta nên xuất phát từ O này, chúng ta vòng ở đây. Đó, do thầy tô nó hơi lem ra, cho nên nếu chúng ta chính xác thì khỏi cần phải tô đậm, nó lem ra chi, vỉa một nét thôi nha. Vậy đó nè, hình ảnh chúng ta đấy.
Ok. Thì đây thầy cũng đưa hình ảnh cho em xem này. Câu A. Em nhìn thầy câu A nè. Không nhất thiết gì phải cho cái bảng giá trị giống như thầy ở đây nhé. Chúng ta có thể chạy từ âm 2, âm 1, 0, 1, 2. Ok. Chúng ta có thể mặc định như vậy luôn cũng được. Và chắc chắn là chúng ta sẽ vẽ ra được cái hình ảnh của nó. Đây. Được chưa? Hình ảnh của câu A này. Câu B. Đó. Ok chưa? Các em có thể thực hành và làm giùm thầy cái đồ thị vẽ đồ thị hàm số thầy ở cái này nha, thầy cho thêm nha. Thầy cho góc này bài tập về nhà nha em nha. Bài tập. Vẽ thầy y bằng x bình phương với lại là y sẽ bằng là âm 1 phần 4 x mũ 2. Rồi. Vẽ thầy hai cái thằng này để chúng ta làm nha. Cái này dễ. Ok. Như vậy trong clip sau thầy sẽ quay tiếp cho các em ở cái bài số 5, số 6 và số 7 em nha. Bye bye em. Rồi, xin chào các em. Các em ủng hộ cái kênh thầy Quang cho thầy nha. Và đây là cái clip nấu ăn của cô Hòa. Đó, ok. Ok. Hòa Lan đẹp các em. Đấy, đẹp luôn. Chào.